Xin chào các bạn. Từ ngàn đời nay, cha ông chúng ta chưa lúc nào ngơi nghỉ việc canh phòng, cảnh giác trước dạ tâm của người Trung Quốc. Những thập kỷ gần đây, với sự lan tỏa của mạng xã hội, thế giới đã biết nhiều hơn về một Trung Quốc ngang tàn, luôn quấy rối các quốc gia láng giềng. Và người Việt Nam lại một lần nữa được biết đến là một dân tộc bất khuất, một dân tộc sẵn sàng chặn đứng mọi âm mưu và dạ tâm bành trướng của họ. Không biết các bạn có tò mò muốn biết xem cư dân mạng thế giới đang nghĩ gì về sức mạnh quân sự cũng như tinh thần quả cảm của con người Việt Nam trong chiến tranh là như thế nào không? Nếu có, thì mời các bạn xem một video trên kênh T có tiêu đề là Điểm mặt 5 vũ khí sẽ chặn đứng âm mưu của Trung Quốc trên Biển Đông. Và sau đây là phần lược dịch bình luận của mình. Mời các bạn cùng nghe nhé! Chú tôi đã đến Việt Nam từ những năm 60. Ông có một người bạn Việt Nam và ông có một sự tôn trọng lớn đối với Việt Nam. Và tôi cũng vậy. Người Việt Nam là những chiến binh mạnh mẽ và cứng rắn. Hãy hỏi người Pháp, người Mỹ và người Thái. Chúng tôi yêu và tôn trọng đất nước Việt Nam. Theo như tôi nhận thấy trong những năm qua, Việt Nam là nước láng giềng duy nhất của Trung Quốc dám chống lại sự bành trướng của ông ta. YouTube tràn ngập video cảnh tàu tuần duyên Việt Nam và tàu cá của ngư dân dàn đối đầu và đâm húc vào tàu Trung Quốc. Trong khi Philippines thậm chí không dám đến tàu ngầm tuần duyên của Trung Quốc, Việt Nam thật là dũng cảm. Ấn Độ luôn là bạn của Việt Nam, người Ấn Độ chúng tôi yêu Việt Nam. Tôi đã dành sự tôn trọng tối đa cho Việt Cộng khi tôi hoạt động chống lại trong trận chiến đó. Họ đã sống ở đó trong một quãng đường dài và chắc chắn không phải là nghỉ ngơi và thư giãn ở nước ngoài hoặc các chuyến du lịch 12 tháng. Tôi kính nể những người ở đó về sức chịu đựng và sự hy sinh. Ồ, với tất cả những khả năng đó, Việt Nam chắc chắn là cường quốc quân sự mạnh nhất khu vực ASEAN so với Singapore. Mặc dù chúng ta có kinh hạm tàng hình, tàu hộ vệ tối tân, tên lửa Aster 30 và radar tiên tiến, chúng ta có thể không đủ khả năng để so sánh với bất kỳ đối thủ nào có năng lực tương tự như Việt Nam hiện nay. Lần cuối cùng Trung Quốc xâm lược Việt Nam vào năm 1979, mọi chuyện không suôn sẻ cho lắm đối với Trung Quốc. Chỉ vì Trung Quốc đã không thực hiện một nỗ lực lớn, nếu Trung Quốc gửi tới 2 triệu quân và 2.000 xe tăng với sự hỗ trợ của 1.000 máy bay MiG thì đó sẽ là một câu chuyện khác. Trung Quốc của 41 năm trước là yếu hơn nhiều về mặt quân sự cũng như kinh tế so với Trung Quốc ngày nay. Vấn đề của bạn gặp phải khi gửi 2.000 xe tăng đó là vùng núi phía Bắc Việt Nam và miền Nam Trung Quốc, rất không thích hợp cho chiến tranh bằng xe tăng. Xe tăng được bố trí xâm nhập vào Việt Nam bằng một vài con đường đèo dễ bị chặn. Cuối cùng, không nghi ngờ gì nữa, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có thể ra lệnh bắt buộc những xe tăng này phải vượt qua, nhưng tỷ lệ thương vong của nó sẽ rất cao. Có thể đặt ra giả thiết rằng Trung Quốc sẽ sẵn sàng nỗ lực một cách tối đa để thực hiện một cuộc xâm lược thực sự để đạt được mục đích. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một thằng khốn. Yêu mến và kính trọng Việt Nam từ Ấn Độ. Trong sách giáo khoa lớp 10 của chúng tôi đã có cả một chương về lịch sử Việt Nam. Đó là chương yêu thích của tôi, tình yêu đối với Việt Nam từ Ấn Độ. Thật là ngớ ngẩn, Việt Nam không thể răn đe Trung Quốc bằng một số ít máy bay và tàu chiến như vậy được. Chiến lược của Việt Nam tốt hơn thế nhiều. Việt Nam đang phối hợp các hoạt động quân sự với Ấn Độ, nước được trao quyền sử dụng vịnh Cam Ranh và họ đã mua hệ thống tên lửa BrahMos. Việt Nam cũng đang theo đuổi Mỹ. Cách bảo vệ tốt nhất của Việt Nam là có thêm bạn bè, những người có thể trở thành đồng minh. Việt Nam có kinh nghiệm chiến tranh rất tốt, đặc biệt là trong tất cả các cuộc chiến tranh, Trung Quốc không thể đánh bại Việt Nam vì họ có nhiều đồng minh hơn như Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp và một chút là Nga. Trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp, tôi tin rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Việt Nam bất cứ thứ gì họ cần để tự vệ. Tôi không nghĩ rằng có một thỏa thuận để bảo vệ Việt Nam như Đài Loan. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không muốn Trung Quốc lấn át Việt Nam. Trên thực tế, tôi đọc được bài viết khác, nó cho rằng cuộc tấn công của Đặng Tiểu Bình vào Việt Nam là một cú đánh bậc thầy và nó cũng được kích động bởi sự áp chế của người Việt Nam đối với người thiểu số Trung Quốc ở Việt Nam. Chiến tranh biên giới, cuộc tấn công của Việt Nam đối với quốc gia là đàn em của Trung Quốc là Campuchia và mối quan hệ đang xấu đi của Trung Quốc với Liên Xô và liên minh của Việt Nam với Liên Xô. Vì vậy, Đặng muốn đồng thời dạy cho Việt Nam một bài học trên tất cả các mặt trận đó và cho Việt Nam thấy rằng Nga sẽ không giúp họ và vì vậy liên minh Việt-Nga là vô giá trị.
Trung Quốc đã chọn thời điểm hoàn hảo cho cuộc xâm lược khi phần lớn lực lượng của Việt Nam đang ở Campuchia và thời tiết cản trở quân tiếp viện của Nga ở biên giới phía Bắc của Trung Quốc. Đặng đã cố tình phơi bày sự yếu kém của các phần tử Mao Xít trong quân đội. Vì vậy, họ đã đạt được các mục tiêu chiến lược của mình, rút lui và sau đó quét sạch tất cả cơ cấu quân đội chiến tranh nhân dân vô nghĩa trong quân đội Trung Quốc, cho phép quân đội hiện đại hóa. Trung Quốc đã làm điều tương tự với Ấn Độ 17 năm trước đó, nhận những gì họ muốn và rời đi. Nga không bao giờ đến giúp đỡ và vì vậy Đặng đã cho Việt Nam thấy rằng liên minh của họ là vô giá trị. Vấn đề là Trung Quốc phải trả giá đắt cho bất kỳ hành động gây hấn nào của họ, giống như các cuộc xung đột Trung Việt. Đối với tôi, Việt Nam đang có được những vũ khí tốt và tinh vi để tự bảo vệ mình trong trường hợp Trung Quốc gây hấn với Việt Nam. Tàu ngầm lớp Kilo cải tiến có thể chứa vũ khí phù hợp. Nói yên tĩnh và đó được chứng minh trong những năm qua. Ấn Độ đã tiến bộ rất nhanh với vũ khí và việc bán, cung cấp cho Việt Nam. Một số trong số này sẽ đóng vai trò như một biện pháp răn đe tốt chống lại sự xâm lược của Trung Quốc. Không ai muốn chứng kiến chiến tranh, nhưng tôi cảm thấy điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra trên Biển Đông nếu các nước liên quan không thể đạt được thỏa thuận. Tôi hy vọng ngoại giao thắng thế để đảm bảo điều đó xảy ra. Tất cả các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trong khu vực đó nên xây dựng và duy trì năng lực mạnh mẽ của lục quân, không quân và hải quân. Chỉ là ý kiến của tôi. Quân đội Nam Việt Nam thường xuyên đá vào hậu cứ của Bắc Việt Nam vào năm 1973. Sau khi toàn bộ lực lượng Hoa Kỳ đã rời đi, họ không thua cuộc chiến cho đến khi Hoa Kỳ cắt đứt mọi viện trợ cho miền Nam Việt Nam. Đó là một trong những hành động tai tiếng nhất của Quốc hội Hoa Kỳ. Việt Nam tiếp tục chống lại Trung Quốc cho đến khi Duterte hết nhiệm kỳ. Một lãnh đạo mới sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng thống. Sau đó Philippines sẽ cùng Việt Nam và Indonesia buộc Trung Quốc đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông. Tôi muốn chúc mừng Việt Nam đã kháng chiến. Nó đã được chứng minh rằng Việt Nam không thể bị xâm lược hay bị chiếm đóng. Nhân dân của họ thực sự kiên cường. Đừng lùi bước trước Trung Quốc. Hãy giành lấy đất đai của riêng bạn, thế giới ở bên bạn và chống lại kẻ xâm lược như Trung Quốc. Trung Quốc không có quyền xâm phạm chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào. Tôi dành sự ủng hộ hết mình cho các lực lượng vũ trang Việt Nam. Sự tôn trọng từ Ali India, đáng tin cậy của bạn. Việt Nam có một thứ, đó là lòng dũng cảm. Tôi có thể đồng ý với điều đó. Người Việt Nam nổi tiếng là những người rất dũng cảm, không chỉ là những người lính mà còn là một người dân rất chăm chỉ. Vâng, 1979, Việt Nam đã dạy cho Trung Quốc một bài học kinh hoàng. Ý định của Trung Quốc đối với Biển Đông có thể châm ngòi hoặc kích động một cuộc chiến. Trung Quốc nên kiểm soát hành vi của mình đối với các nước láng giềng. Đông Dương là từ để người Pháp gọi ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất là người Việt Nam đánh Pháp giành độc lập. Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai là cuộc chiến tranh Việt Nam với Mỹ. Ngoại trừ trận Điện Biên Phủ, nếu tôi muốn nói rằng quân đội nhân dân Việt Nam đã có một lịch sử thành công, giống như họ có ý chí và lòng dũng cảm để tồn tại lâu hơn, hầu hết kẻ thù hơn là hạ gục thành công, hầu hết đối thủ một cách dứt khoát. Tôi nghĩ rằng Hải quân và Không quân Việt Nam sẽ không trụ được lâu trước sự tấn công của Trung Quốc. Điểm sáng là quân đội của chính Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc đã hiện đại hóa trang bị của quân đội, nhưng nó vẫn không được coi là có hiệu quả chống lại bất kỳ ai, ngoại trừ chính người dân của họ. Xa hơn, Việt Nam sẽ bảo vệ được sân nhà. Điều đó có nghĩa là họ sẽ có động lực rất cao để phản đòn. Tôi nghĩ rằng Việt Nam bây giờ có thể thấy sai lầm của họ với nước láng giềng Cộng sản là đã từng tin tưởng họ rằng Trung Quốc sẽ luôn tôn trọng lãnh thổ của họ một cách toàn vẹn. Phương Tây cũng hơi chậm trong vấn đề này. Lịch sử cho biết người Việt Nam là một trong những người lính giỏi nhất trên trái đất. Ngay cả Hoa Kỳ cũng biết điều đó. Tôi hy vọng người Philippines làm theo cách bạn, nâng cấp lực lượng vũ trang của mình và chiến đấu chống lại đế quốc Trung Quốc của chúng tôi. Người Việt Nam có lòng, có quyết tâm, mỗi người dân Việt Nam sẵn sàng quyết tử để bảo vệ chủ quyền. Ngược lại, Trung Quốc có những người lính khóc trên chuyến xe buýt đến LAC, nơi họ biết rằng họ có thể gặp phải chiến binh Ấn Độ. Thật là ác ý đối với những người phương Tây này khi khuyến khích Việt Nam đối đầu với Trung Quốc. Hy vọng người Việt Nam đủ khôn ngoan để tự đánh giá chính xác về sức mạnh quân sự, đặc biệt là họ đang trái ngược với Trung Quốc về quân sự. Việt Nam và Trung Quốc nên là anh em, những người anh em yêu quý. Các bạn thân mến, video đến đây là hết rồi.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.